Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa quyển hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 3 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 4, đó là thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người mà em yêu quý. Ở trong tuần 4 này chúng ta sẽ có 4 phần chính. Phần thứ nhất là phần nhận biết, phần thứ hai là phần phân tích đề bài, phần thứ ba là phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt và phần cuối cùng sẽ là phần luyện tập bài văn mẫu. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một. Phần đầu tiên sẽ là phần nhận biết. Trong phần nhận biết này chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời hai câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, em hãy điền tên bốn người bạn của em vào các hình sau. Ở đây thì cô sẽ có bốn bức tranh tương ứng với tên của bốn người bạn. Ví dụ như em có bạn tên là Nam này, thì mình sẽ điền họ và tên đầy đủ của bạn Nam. Em có bạn tên là Trang, thì chúng ta sẽ điền họ tên đầy đủ của bạn Trang. Và tương tự chúng ta có người bạn tên là Khánh, thì chúng ta sẽ điền đầy đủ tên của bạn Khánh. Hay là chúng ta có người bạn tên là Hùng, thì chúng ta cũng sẽ điền đầy đủ họ và tên của bạn Hùng, tương ứng với bốn bức tranh. Cô lấy ví dụ, bức tranh đầu tiên là một bạn nam, thì ví dụ như là chúng ta chơi thân với một bạn nam ở trong lớp tên là Hùng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ họ và tên của bạn Hùng. Cô lấy ví dụ như là tên của bạn Hùng là Đỗ Mạnh Hùng, thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ họ và tên của bạn Hùng vào bức tranh số 1. Tiếp theo, ở bức tranh số 2 là hình ảnh của một bạn nữ. Ví dụ như là cô có một bạn tên là Thư chẳng hạn, thì cô sẽ ghi đầy đủ họ và tên của bạn Thư, đó là bạn Phạm Anh Thư. Ở đây chúng ta sẽ ghi tên của bạn Thư là Phạm Anh Thư. Tiếp theo, ở bức hình số 3 chúng ta cũng có hình một bạn nam, thì chúng ta sẽ ghi họ và tên của một bạn nam ở trong lớp. Ví dụ như là cô có tên bạn Tùng chẳng hạn, thì cô sẽ có họ và tên của đầy đủ của bạn Tùng là Nguyễn Thanh Tùng. Tiếp theo, ở bức hình số 4 là hình một bạn nữ. Ví dụ như là ở trong lớp của chúng ta có một bạn tên là bạn Chi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ họ và tên của bạn Chi là đó là bạn Hà Anh Chi. Cô sẽ có họ và tên đầy đủ của bạn Chi, đó là Hà Anh Chi. Như vậy ở trong câu hỏi đầu tiên thì chúng ta đã điền được tên bốn người bạn, đó là bạn Đỗ Mạnh Hùng này, bạn Phạm Anh Thư, bạn Nguyễn Thanh Tùng và bạn Hà Anh Chi. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong được câu hỏi đầu tiên trong phần nhận biết thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Đó là trong số bốn người bạn em đã kể tên, em yêu quý nhất người bạn nào? Cô lấy ví dụ như là trong bốn người bạn mà cô vừa kể tên ở ý A thì cô yêu quý nhất đó chính là bạn Hà Anh Chi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một câu trả lời, đó là trong bốn người bạn mà em đã kể tên em yêu quý nhất là bạn Anh Chi. Thì chúng ta có thể ghi ngắn gọn đó là em yêu quý nhất là bạn Anh Chi. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời được xong hai câu hỏi ở trong phần nhận biết rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần phân tích đề bài. Trong phần phân tích đề bài này thì cô sẽ có đề bài như sau. Em hãy viết 2 đến 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý. Với đề bài này thì cô sẽ có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là dung lượng bài viết có mấy câu. Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Câu hỏi số 3, người bạn mà em yêu quý là ai? Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau dựa vào đề bài này để chúng ta sẽ đi trả lời cho 3 câu hỏi trên các em nhé. Câu hỏi đầu tiên, dung lượng bài viết có mấy câu? Thì các em đọc đề bài chúng ta có thể thấy là em hãy viết 2 đến 3 câu. Thì chắc chắn với đề bài này thì chúng ta sẽ được viết tối đa từ 2 đến 3 câu các em nhé. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đó là dung lượng của bài viết từ 2 đến 3 câu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Đây là dạng văn gì? Chúng ta lại tiếp tục quan sát đề bài. Em hãy viết 2 đến 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý. Ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của từ tình cảm và cảm xúc. Thì chắc chắn với đề bài này chúng ta sẽ được viết dưới dạng văn, đó là dạng văn thể hiện tình cảm, cảm xúc. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi số 2 đó là đây là dạng văn thể hiện tình cảm, cảm xúc. Đây là dạng văn thể hiện tình cảm, cảm xúc. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Người bạn mà em yêu quý là ai? Vậy thì trong những người bạn của chúng ta thì chúng ta yêu quý nhất là ai? Thì chúng ta sẽ ghi tên ra. Cô lấy ví dụ là người bạn mà cô yêu quý nhất đó là bạn Anh Chi chẳng hạn, thì cô sẽ có câu trả lời đó là người bạn em yêu quý nhất là bạn Anh Chi.
hoặc là anh Chi là người bạn mà em yêu quý nhất. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời xong được 3 câu hỏi của phần phân tích đề bài rồi. Bây giờ các em sẽ lắng nghe cô nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa. Sau đó các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Cô có đề bài, em hãy viết 2 đến 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý. Câu hỏi đầu tiên, dung lượng bài viết có mấy câu? Cô có câu trả lời, dung lượng của bài viết từ 2 đến 3 câu. Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Và cô có câu trả lời đó là, đây là dạng văn thể hiện tình cảm, cảm xúc. Câu hỏi số 3, người bạn mà em yêu quý là ai? Và cô có câu trả lời đó là, anh Chi là người bạn mà em yêu quý nhất. Thì đây chính là 3 câu trả lời cho 3 câu hỏi ở phần phân tích đề bài. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi tương ứng với các từ ngữ gợi ý, và dựa vào 3 câu hỏi cũng như là dựa vào các từ ngữ gợi ý trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này thì chúng ta có thể dễ dàng viết được từ 2 đến 3 câu văn để thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình đối với một người bạn mà mình yêu quý. Câu hỏi số 1, em muốn nói về tình cảm, cảm xúc của em với người bạn nào? Thì chúng ta sẽ nêu tên của người bạn đó ra. Cô lấy ví dụ như là An là bạn thân của em. Vậy thì người mà em muốn thể hiện tình cảm, cảm xúc đó chính là bạn An. Vậy câu trả lời cho câu hỏi số 1 đó là An là bạn thân của em. Câu hỏi số 2, vì sao em lại yêu quý bạn ấy? Tức là vì sao em lại yêu quý bạn An? Nên là chúng ta sẽ đưa ra cái lý do mà chúng ta lại yêu quý bạn An. Đó là bởi vì bạn An học giỏi này, bạn An rất là ấm áp, bạn An tốt bụng và bạn An rất là xinh đẹp và hiền lành. Thì đây là lý do mà em yêu quý bạn An. Vậy thì cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi số 2 như sau. An rất xinh đẹp, tốt bụng, luôn động viên, an ủi những lúc em buồn. Thì đây chính là lý do mà em yêu quý bạn An. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu hỏi số 3. Em có suy nghĩ gì về người bạn đó? Tức là em có suy nghĩ gì về bạn An? Thì bạn An là một người bạn rất là tốt bụng này, hay là bạn An là một tấm gương tốt để em phấn đấu? Và dựa vào các từ ngữ gợi ý như vậy thì cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi số 3 như sau. Em yêu mến bạn An và mong rằng chúng em sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Như vậy là dựa vào các câu hỏi, các từ ngữ gợi ý thì cô đã có được 3 câu trả lời. 3 câu trả lời này sẽ tương ứng với 3 câu văn cho đề bài thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý. Bây giờ các em sẽ lắng nghe cô nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa. Sau đó các em sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Câu hỏi đầu tiên, em muốn nói về tình cảm, cảm xúc của em với người bạn nào? Và cô có câu trả lời đó là bạn An. Và cô sẽ có một câu văn hoàn chỉnh đó là An là bạn thân của em. Tiếp theo, câu hỏi số 2, vì sao em lại yêu quý bạn ấy? Và cô có câu trả lời đó là An rất xinh đẹp, tốt bụng, luôn động viên và an ủi em những lúc em buồn. Câu hỏi số 3, em có suy nghĩ gì về người bạn đó? Và cô có câu trả lời đó là em yêu mến bạn và mong rằng chúng em sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Thì đây chính là 3 câu trả lời cho 3 câu hỏi ở phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Bởi vì câu trả lời này sẽ là những câu văn gợi ý để chúng ta có thể hoàn thành được đề bài viết 2 đến 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4, đó là phần luyện tập bài văn mẫu. Trong phần này cô có đề bài như sau. Em hãy viết 2 đến 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người mà em yêu quý. Để hoàn thành được đề bài này thì chúng ta sẽ dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt thì chúng ta đã có các từ ngữ gợi ý, các câu trả lời gợi ý. Mỗi một câu trả lời gợi ý như vậy thì chúng ta sẽ được một câu văn cho đề bài thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý. Và với đề bài này thì cô sẽ có 2 bài văn mẫu như sau. Bài văn mẫu số 1. Người bạn thân nhất của em là Đình Dương. Bạn ấy là một chàng trai học giỏi, ấm áp, tốt bụng và luôn quan tâm bạn bè. Em rất yêu quý Dương, luôn xem bạn như một tấm gương để phấn đấu. Bài văn mẫu số 2. Hà An là bạn thân của em. Bạn rất xinh đẹp,
tốt bụng, hiền lành và luôn động viên an ủi những lúc em buồn. Em yêu mến bạn và em mong rằng chúng em sẽ luôn là bạn tốt. Thì đây chính là hai bài văn mẫu mà cô đã viết dựa vào ba câu hỏi và ba câu trả lời gợi ý trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Như vậy, để có thể hoàn thành được đề bài trong phần luyện tập này thì các em nhớ hãy dựa vào các câu hỏi, các câu trả lời gợi ý trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt, cũng như là dựa vào hai bài văn mẫu của cô để có thể hoàn thành được đề bài viết 2 đến 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với một người mà em yêu quý. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập ở trong tuần 4 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video tiếp theo thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em các dạng bài tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.